Vâng, xin phép được gửi tới câu hỏi cho máy của bác Định Nghi và xin máy của chú Minh Đạt sẽ chuẩn bị sau đó ạ. À, Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy Diệu Âm. Xin thầy cho con hỏi. Con năm nay đã 60 tuổi, đang tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, đã ăn chay trường. Hiện giờ con đang bị bệnh tim, có lúc khỏe, lúc mệt. Các con của con đều yểm trợ, giúp đỡ con hàng ngày niệm Phật. Bình thường con hay thức dậy lúc 2 giờ sáng để niệm Phật. Những lúc bệnh tim tái phát, con rất mệt và kiệt sức, nhưng con cũng ráng gượng dậy để công khóa. Khi đó các con của con không hoan hỷ vì lo cho sức khỏe của mẹ và bảo mẹ ngủ thêm đi để sáng dậy niệm. Con không dám ngủ nghỉ vì con sợ ngủ quên không nhớ câu Phật hiệu. Xin thầy cho con lời khuyên, con phải làm như thế nào để các con của con không lo lắng về sức khỏe của mẹ? Và con phải làm thế sao để cuối đời có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc? Con thành tâm tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Đầu tiên Diệu Âm vỗ tay tán thán cái tinh thần mạnh mẽ của vị này. Xin chư vị vỗ tay đây. Bệnh tim, sức khỏe yếu, có nhiều lúc khỏe, có nhiều lúc mệt, mà còn phát tâm 2 giờ sáng thức dậy để công phu. Đây là cái tâm lực của chư vị mạnh lắm đấy. Thường thường tâm lực mạnh, chư vị có thể vượt qua rất nhiều nghiệp lực. Tâm lực mạnh, nhiều khi cái bệnh nó cũng phải chào thua. Theo như Diệu Âm nghĩ, nếu mà mình thấy niệm Phật 2 giờ sáng làm cho cái tinh thần mình càng ngày càng thoải mái, sức khỏe của mình càng ngày càng vững hơn, thì mình kêu các con này thấy mẹ không, 2 giờ sáng mẹ niệm Phật, mà năm trước mẹ đi lồm cồm, năm nay mẹ đi vững vàng rồi. Năm trước mẹ 1 năm mà vào bệnh viện 2 lần, năm nay mẹ không vào nữa rồi. Chứng tỏ rằng niệm Phật có tâm chân thành, nhờ Phật lực gia trì, các con đừng lo đi. Tức là làm sao phải phô diễn cho con mình thấy mình khỏe, mình có thể niệm Phật. Chứ nếu mình niệm Phật 2 tiếng xong mình ra mình thở phèo phèo mà nằm phèo phèo thì con cái lo lắng thì cũng đúng, cũng đúng. Mong chư vị phải tùy duyên mà thực hiện. Nếu thấy 2 giờ sáng thức dậy mình tu hành tốt không có gì, thì khuyên con cái đừng lo lắng nó. Nếu mà mình 2 giờ sáng mình thức dậy xong rồi sáng ra mình đi không nổi, tự nhiên thấy con cái cũng lo lắng cho mình, vậy thì mình uyển chuyển lại, thay vì 2 giờ sáng mình có thể chuyển 4 giờ hay là 6 giờ sáng để cho sức khỏe mình tốt hơn, cũng là điều cần nên chú ý. Ở đây có một điều gì âm chú ý là chư vị tu như vậy, tính toán như vậy, tinh thần như vậy rất tốt đấy. Nhưng mà cũng luôn luôn nhớ rằng ta là phàm phu, không phải là thánh nhân đâu. Như vậy thì tu giàu có tinh toán nữa cũng nhớ là luôn luôn phải khiêm hạ, luôn luôn phải thấy mình còn nhiều nghiệp chướng sâu nặng, còn phải thành tâm sám hối. Và nhất là khi mình nghĩ rằng là tội chướng của mình lớn, thì khi cuối đời trước những giây phút xả bỏ báo tâm, có thể nghiệp chướng ứng hiện, cộng tử nghiệp mình không có kinh nghiệm, khi gặp phải nhiều khi mình đối đầu không được, vậy thì cần phải có đồng tu hỗ trợ với nhau, nên kết nhóm với bạn đồng tu, có những thời khóa chung với nhau hàng tuần, nếu có hàng ngày thì càng tốt, để mà mình có bạn đồng tu sát bên cạnh khi gặp những điều cần thiết, bạn đồng tu mình chực chờ bên cạnh để hỗ trợ cho mình.
Và cũng xin nhắc nhở cho tu càng tốt, tâm mình phải càng thanh tịnh. Nếu có sự gì lo âu, có sự đau buồn gì, có nghĩa rằng là đôi lúc những nghiệp chướng ứng hiện làm cho mình đau đớn như vậy, thì xin thưa với chư vị, vẫn rất cần là tu chung với đại chúng để đại chúng nhắc nhở cho mình những điều mà sơ suất nhiều khi mình không thấy qua. Đây là lời mà Doanh thường hay khuyên để chúng ta cẩn thận, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình tu tinh tấn như vậy là đủ nhé chứ vị, mà luôn luôn càng tinh tấn càng tốt, và cũng còn lắng nghe bạn đồng tu góp ý với nhau để chúng ta cùng hòa hợp với nhau trong những lúc, nhất là trong những lúc cuối đời mình được bác gì đó, bác Minh Đạt, bác Diệu Tươi, bác Diệu Thành đó, ở bên cạnh mình hộ niệm cho mình. Xin thưa với chư vị, hộ niệm rất quan trọng, chứ không phải 2 giờ sáng tu như vậy là mình được nhất tâm bất loạn đâu nhé. Như vậy thì chư vị biết làm sao để được vãng sanh một cách vững vàng không? Chính là pháp hộ niệm. Và các con biết rằng mình được ban hộ niệm giúp đỡ cho mình thì các con mình cũng an tâm hơn. Nhiều khi mình khuyên các con được, nhưng mà chính ban đồng tu mình tới khuyên người con người cháu của mình lại dễ hơn là mình khuyên. Mong chư vị lấy những điểm này mà cố gắng ứng dụng đi nhé. A Di Đà Phật. Xin cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Dư Âm.